Khi bạn mở một cái phòng gym 24/7 ở tại Sài Gòn, các bạn có cơ hội để thành công. Nhưng nếu bạn đi ra khỏi cái khu vực Sài Gòn về các tỉnh khác, hay là đặc biệt ra đến Hà Nội đi, bạn sẽ thấy nó khác nhau hoàn toàn. Rất nhiều bạn nói rằng là mong muốn có rất nhiều những cái phòng gym mở 24/7 bởi vì là công việc rất là bận rộn. Họ muốn đi tập vào sau cái 1 giờ sáng chẳng hạn. Ở Mỹ hay là một vài nước như là Nhật Bản thì chúng ta đã có rất nhiều những cái mô hình phòng tập kiểu như vậy, nó đã rất là thành công. Nhưng mà liệu những cái mô hình 24/7 nó có về Việt Nam và phát triển mạnh mẽ, thành công được ở Việt Nam ở cái thời điểm những năm 2025 trở đi hay không? Thì theo quan điểm cá nhân của tôi ấy, cái mô hình này nó là một mô hình rất là hay nhưng sẽ khó có thể thành công được trong khoảng 5 năm tới. Các bạn đã biết là Việt Nam thuộc là một cái nước đang phát triển, thì nếu như cái mô hình 24/7 ấy các bạn mở ra tại những cái thị trường như là Sài Gòn ấy thì có vẻ là hợp lý, bởi vì ở Sài Gòn ấy nó tương ứng như kiểu là các nước phương Tây. Mọi người có cái xu hướng sống về đêm rất là nhiều. Tôi đã ở Sài Gòn và tôi đã đi lanh quanh 2-3 giờ sáng uống cà phê, và phố xá vẫn là tấp nập các cái quán ăn cũng tương tự như vậy. Vậy khi bạn mở một cái phòng gym 24/7 ở tại Sài Gòn, các bạn có cơ hội để thành công. Nhưng nếu bạn đi ra khỏi cái khu vực Sài Gòn về các tỉnh khác, hay là đặc biệt ra đến Hà Nội đi, thì các bạn sẽ thấy nó khác nhau hoàn toàn. Một phần nó là do các cái quy định của nhà nước trong cái hoạt động kinh doanh ở Hà Nội ấy, và sau 12 giờ đêm nó cực kỳ khó khăn. Cái yếu tố thứ hai nó là văn hóa của con người ấy. Tôi nghĩ là khoảng 10 năm tới, khi mà Việt Nam trở thành cái nước phát triển mạnh mẽ, con người bắt đầu sống gấp hơn ấy, thì cái nhu cầu tập luyện vào ban đêm nó mới thực sự có. Chứ còn bây giờ thì với thời điểm hiện tại chỉ có Hà Nội và Sài Gòn thì may ra mới có khách hàng đến tập. Vậy có nghĩa là cái market size ấy, nó rất là thấp.